Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Thế Sơn Toyota. Hôm nay, Thế Sơn Toyota sẽ giới thiệu với các bạn về thông tin liên quan đến mẫu Toyota Vios 2021, chuẩn bị xong mọi thứ, sẵn sàng cho thời điểm ra mắt sau Tết. Qua những thông tin từ đại lý Toyota và trên trang web của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, nhiều người cho rằng Toyota đã sắp hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để cho ra mắt phiên bản Toyota Vios mới 2021. Mẫu xe Toyota Vios 2021 có khả năng sẽ giữ nguyên các phiên bản là Vios EMT, Vios eCVT, Vios G và bổ sung một phiên bản mới là Vios GRS. Với động thái này, Toyota rất có thể sẽ cắt giảm đi số lượng phiên bản Vios EMT Limo thấp nhất. Phiên bản Vios EMT mới sẽ được nâng cấp bóng LED ở đèn sương mù và đèn hậu. Đồng thời, đuôi xe cũng sẽ được bổ sung cảm biến lùi. Bản eCVT được nâng cấp hệ thống báo động ở chìa khóa mới, nâng cấp đèn hậu và đèn sương mù và đèn thành LED. Ngoài ra, phiên bản này còn được bổ sung thêm đèn chờ dẫn đường Follow Me Home và tín hiệu phanh khẩn cấp. Tương tự, phiên bản G cũng được nâng cấp thành đèn LED như ở hai bản trên. Tuy nhiên, bản G sẽ có thêm tính năng an toàn nhẹ, đó là báo hiệu phanh khẩn cấp và tự động khóa theo tốc độ xe. Trong lần ra mắt lần này, phiên bản Vios GRS hay GR Sport là mẫu xe thu hút được nhiều sự chú ý nhất. GRS sẽ có thể không có chế độ Eco như những mẫu xe thông thường mà sở hữu nhiều cấp độ giả lập cùng hộp số CVT. GRS có thể sẽ mang đến một thân hình và nội thất trẻ trung với những chi tiết như vành hợp kim, ghế, tay nắm cần số, thậm chí là nút Start Stop mang phong cách sport. Phiên bản GRS được cho là sẽ tích hợp thêm công nghệ về an toàn và hỗ trợ lái cao hơn các phiên bản còn lại. Tại Malaysia, GRS còn được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense. Tính đến nay, đã có 2 phiên bản của Toyota Vios 2021 được Cục Đăng Kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận kiểm định. Thông tin về giá bán của các phiên bản này vẫn chưa được công bố. Để theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về mẫu Toyota Vios 2021, các bạn đừng quên like, share, subscribe và bật chuông thông báo cho kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn trong thời gian tới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng.
Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.